sẽ làm món heo chiên lên nhé. Chúng ta sẽ chiên lên và nó sẽ ra tóp mỡ nhé. Rất chi là ngon nha anh em nhé. Đó. Em là heo rừng nhé, mình chiên lên này. Chúng ta chiên như thế này thì ăn rất đảm bảo nhé, và nó sẽ giảm cholesterol mỡ máu nha. Chứ chúng ta đừng có ăn trực tiếp, ăn trực tiếp nó sẽ không ngon đâu. Đó, mình chiên như thế này này, và ra tóp mỡ là rất ngon nè. Chiên như này thì mình có thể sốt với cà chua này, rồi cho đậm đậm mắm muối vào là ngon tuyệt vời luôn. Hoặc chúng ta có thể rang cơm, cơm chiên. Đó, tóp heo. Đó, mình chiên rất là vàng rồi nha, rất là ngon nha. Đó, anh chị em thấy ngon không ạ? Về có thể tự làm y như vậy nha. Đây là heo heo nhà nuôi nha, chứ nếu mà heo nuôi công nghiệp cắm cò thì mình chiên là nó sẽ lộ bém bép ấy, bởi vì nó có chất mặn trong nó. Còn heo nhà nuôi thì chúng ta chiên vô tư, không nó không có bắn tóp mỡ đấy nhé. Đây này. Đó. Mình đang đun bằng bếp ga nhé, cũng khá được rồi anh em nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tắt bếp đi và mình sẽ đổ cái mỡ thừa ra ngoài nhé. Anh chị em dùng một cái tô này nhá, tô bằng sành sứ nha, nó mới chịu nhiệt được nổi nha. Chứ nếu mà mình đổ cái dầu ăn ra và đang nóng một nhiệt độ cao như thế là nó sẽ bị cháy rụi ạ. Chúng ta sẽ dùng cái tô này bằng sứ nhá. Chúng ta sẽ đổ ra cái tô này luôn. Khi đổ thì anh chị em nhớ ngoáy cho nó đều lên nha. Đó, anh chị em ngoáy cho đều lên nha, nhớ tắt bếp đi nha, đừng để cháy nhá. Đó, chiên này mà cháy nó không ngon đâu. Đó, như này là ok rồi. Chúng ta sẽ cắt ra này. Anh chị em cầm chắc cái này và có một cái rẻ để trên đầu chiên này, và anh chị em chỉ cần chắc ra này. Đó, đó, mỡ thấy không, chảy như nước. Đó, mỡ không ấy. Đó, mỡ là dầu á. Đó, dầu ngon nha. Đó, mình chắc hết cái dầu ra, chắc kiệt rồi nha. Đó. Sợi, thơm lắm cả nhà. Thơm củ mùi tóp mà thơm mà thực tế luôn nha, chứ không phải là thơm giống kiểu như mà tóp heo mà heo công nghiệp đâu. Giờ mình sẽ quay cho anh chị em xem này, nhìn thấy không? Đấy, ngon chưa? Đó, càng ươm thấy không? Này, không bị cháy quá nhé, rất là ok nhé. Đó, mình sẽ chiên lên, mình cho hành lá mình sẽ rang lên nhé. Còn dầu ăn này thì mình sẽ cất đi một là mình bỏ đi, mình không có dùng này, cho mấy con cún hay gì đấy. Còn mình sẽ ăn cái này nhé. Mình sẽ cho hành trước là mình vào mình rang lên, nó rất chi là ngon, cho mắm mỡ mắm muối một nêm mà tuyệt vời luôn nhé. Cảm ơn tất cả anh chị em các bạn đang xem video của mình nha. Mình chúc mọi người ngày mới vui vẻ và trở nên hạnh phúc nha. Anh chị em có thể về tự làm y như mình nha, rất là ngon nha, đảm bảo chuẩn đúng nha. Anh chị em thấy video này hay thì có thể nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để ủng hộ mình cho video lần tiếp theo nha. Anh chị em nhớ làm y như mình này, ăn cơm tuyệt vời luôn, nhất là cơm chiên hay cơm rang hay cơm bình thường ăn cũng ngon luôn. Đấy, và chúng ta sẽ cho hành và chúng ta sẽ phi lên nha. Và nhớ cho ít xíu đường vào. Và nếu mình ăn mì chính nhiều không tốt đâu. Ngon lắm. Sau đây chúng ta sẽ cho ít hành lá nha. Hành lá này vào nha, cho nó thơm nha. Cho nó có màu nữa. Đây, cho nhiều một chút này. Đó, chúng ta sẽ cắt ra cho vào luôn. Chúng ta sẽ cắt hành vào nha. Đó, cắt đừng cắt nhỏ, cắt khoảng cách nha. Đó. Đó. Ngon. Chúng ta sẽ cho mắm ngon rồi nhé, mắm thượng hạng nhé, mắm thượng hạng luôn nhé, cho vào là thơm đậm đà. Chúng ta sẽ cho chút xíu đường vào nhé, muốn nhỏ thôi nha, đừng có cho nhiều quá. Rồi chúng ta sẽ bật bếp lên này. Cho thêm chút mắm cho nó đậm chút.
ta sẽ cho chút tiêu vào nhé, cho nó thơm nhé. Và chúng ta sẽ đảo lên cho ngấm mắm ngấm muối. Ủa thơm lắm, thơm nực mùi luôn. Ủa quá thơm luôn, này chỉ muốn ăn đó, ngon lắm. Thì em có thể về tự làm như vậy luôn. Thơm phức luôn, giống là có mắm mà có đường mà có ấy vào là nhìn ngon. Chúng ta sẽ thử thêm ngon nhé. Được vậy. Đó. Tô mỡ này để riêng nha. Anh chị em có vẻ thể tự làm này thì sẽ biết là thử cảm giác ngon thế nào. Quá ngon rồi. Đó, nó chín rồi. Một chút nữa mình sẽ thử nếm và thử ăn một chén cơm cho ngon không nhé. Đảo đều lên cho nó ngấm mắm ngấm muối. Rồi ok, ngon lắm rồi cả nhà. Rồi mình sẽ tắt bếp đi nhé. Khi được rồi thì chúng ta sẽ cho ra và chúng ta sẽ để đảm bảo an toàn, chúng ta sẽ lấy bình ga ra nhé. Chúng ta sẽ lấy bình ga trong này ra này. Chúng ta sẽ tắt cái này thì chúng ta sẽ lấy bình ga ra cho nó an toàn nhé. Đó, tránh tình trạng nguy hiểm. Chúng ta lại nắp lại như cũ. Khi nắp lại như cũ thì chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ nhé. Chúng nữa mình sẽ thử test vài miếng cho mọi người xem thế nào nhé. Đó, ok. Rồi ok, mình sẽ thử miếng xem nó ngon như thế nào nhé cả nhà nhé. Rồi mình sẽ thử miếng test thử nha. Cũng khá là ngon nha. Bây giờ mình sẽ thử miếng này đi. Miếng này là sẽ có cả chả cả mỡ này. Đó, cả nhà thấy không ạ? Mời cả nhà luôn nha. Thơm, đậm đà, quá ngon. Ăn cơm tuyệt vời luôn nha. Ngon quá. Mới làm miếng có cả mỡ và nhiều mỡ và ít chả nha. Chúng ta sẽ nó rất là giòn và thơm mà đậm đà của mắm mà rồi thơm có hạt tiêu luôn này. Mời cả nhà luôn này. Ăn cơm tuyệt vời quá. Mình thử ăn thực tế ngon thế nào chứ chưa dùng đến cơm nha. Thử miếng này nha cả nhà theo ạ. Vẫn còn nóng, nóng hổi luôn. Ngon quá. Món miếng này tiếp nha. Bây giờ thấy không ạ? Đó, thấy không? Ngon chưa? Đó, cả nhà có thể tự làm ở nhà và tự chế biến, tự thao tác y như mình luôn, ăn với cơm rất tốt nha. Chứ đừng có mà ăn cái kiểu mà mình chưa có chiên lên ấy mà ăn như kia là mỡ nhiều quá nó không tốt đâu. Mời cả nhà thử miếng này nhé. Ngon. 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 Thử miếng này. Miếng này đậm đà hơn này.
nóng, thơm, ngon, ngon không tả được. Nói chung là tóc hai mà chiên thì tuyệt vời, không thể chê được. Quá ngon. Mình sẽ quay gần cho mọi người xem. Nó quay gần cho cả nhà xem thấy không? Cả nhà thấy thế nào? Ui ôi ngon chua. Thấy không? Miếng nào cũng tuyệt vời ông mặt trời luôn này. Rất là ngon nhá. Đấy là sơ sài bình thường nha, cho nếu mà mình mà om mà rang với cà chua thì tuyệt vời luôn nha. Tóc heo cà chua thì tuyệt vời luôn nha. Còn cái này ăn cơm được nha. Ăn sáng với cơm mà đi làm có ok luôn. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh chị em các bạn đang xem video của mình nha. Mọi người có thể đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để theo dõi video mình phát hành phát sóng mỗi ngày nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Hẹn gặp lại video lần sau nha. Bye bye mọi người nha. Mình sẽ thử miếng nữa đi. Tại thèm quá. Mình thử miếng này đi. Ui, miếng này ngon hơn. Ngon. Đã. Cảm giác ăn đã. Rồi ok, mình sẽ dừng video tới đây nha. Bye bye.